Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia biết. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào con. Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào tên em. Là Lương Quang Huynh. Em năm nay 25 tuổi. Em sinh ra ở An Giang. Em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Em tức là công tác hai nơi luôn. Dạ đúng ạ. Lúc đi lúc về. Dạ. Làm nghề gì em? Kinh doanh cho gia đình, kinh doanh về trứng gia cầm. Coi như là tất cả các loại trứng đó hả? Chở trứng từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh, chở đi chở về đúng không? Dạ đúng ạ, tất cả các loại trứng. Tức là đẻ trứng ở An Giang, bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, chờ em giới thiệu đi em. Em tên là Thúy Dương, năm nay 26 tuổi, quê ở Đồng Nai. Hiện đang là quản trị giảng viên cho một công ty tổ hợp giáo dục. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mà thích ăn trứng không? Thì lúc chị, những lúc nào mà trong tủ lạnh không có gì ăn thì mới thích ăn trứng đây. À, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em là tự lập, nấu ăn cũng ngon, ngoại giao tốt. Nhược điểm của em thì rất là thích nấu ăn. Tuy nhiên là chỉ thích nấu cho những người mình yêu thích thôi. Và thích nấu thôi chứ không có thích dọn dẹp và rửa chén lắm. Trời đất ơi. Ê, bạn bán trứng, bạn có thích dọn dẹp nhà cửa không? Dạ có ạ. Vấn đề của em là em rất thích về cái sự gọn gàng của chị Cát Tường. À. Dạ. Nãy nghe nói là 25 tuổi phải không? Dạ đúng ạ. Ở bên đây lớn hơn tuổi có vấn đề gì không bạn? Dạ không ạ. Lúc có đăng ký chương trình em có đăng ký là lớn hơn một tuổi cũng không sao ạ. Ồ. Thích người lớn tuổi hơn hả? Tại sao con? Thưa chú là cái người lớn tuổi hơn giờ thì sẽ chững chạc trong cái con người của họ, nên con thích cái sự chững chạc hơn là thích tin. Cái này hay. Con đã có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình chính thức của con á là con có một mối tình. Còn không chính thức? Thì con không biết. Còn mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? 3 năm kể từ con học lớp 9. Trời đất ơi, lớp 9 là yêu rồi đó hả? Dạ con chưa có yêu, con rung động mà chú. Rung động 3 năm và khi tỏ tình được là cái bạn nữ lấy chồng. Hay quá. Là tới giờ luôn á hả cưng? Em ấy tới giờ luôn của chị Cát Tường. Chuyện sao ha? Mà bao nhiêu lâu nay rồi không quen được ai? Khi mà tìm hiểu á, em phát hiện được á là cái bạn nữ hoặc là cái đối phương đó ham chơi còn trẻ quá. Con không có thích vấn đề đó, con thích một cái con sự... làm như con già lắm vậy. Nói ta trẻ. Nếu mà bạn trai mình nhỏ hơn mình tuổi thì em có vấn đề gì không? Nhỏ hơn một tuổi thì không sao, nhưng mà tùy thuộc vào tính cách nữa. Nếu mà tính cách mà chững chạc và chín chắn thì vẫn ok. Thôi, bên đây chững chạc chín chắn ta có râu rồi đó nha. Còn về tình trường của mình thì em có mối tình nào chưa? À, em có 2 mối tình. Rồi bây giờ ở không là bao nhiêu lâu rồi? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Bây giờ muốn kiếm một người như thế nào? Về ngoại hình thì mặc đồ thì cũng có style tí xíu. Tính cách phải là chững chạc, trưởng thành và có kế hoạch trong tương lai. Em không thích bạn trai của em là một người gia trưởng nè, ngoài không hút thuốc. Có những cái tính mà giống như là đàn bà, chẳng hạn như là hay soi mói nè, hay để ý, hay cầm ràm, đặc biệt là keo kiệt. Còn có cái gì trong những cái thứ đó không? Gia trưởng có không? Dạ thưa chú là không ạ. Càm ràm có không? Dạ không luôn ạ. Keo kiệt có không? Dạ có ạ. Hả? Có không? Keo kiệt ở những cái nơi mà mình đáng keo kiệt. Khi đi... Dạ con không biết nói làm sao. Giống như là đi bỏ trứng mà một chục là đủ một chục. Dạ. Chứ không có thể tặng thêm. Ăn cho buôn so tức là buôn bán mà. Mình phải tính toán. Dạ đúng. Đông thì cắt luôn. Vui chơi hay gì bạn bè hay là trong gia đình thì là thoải mái. Đúng không? Ý con là vậy đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi, chú cũng ý gì nghĩ gì. Hay quá. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không con? Dạ thưa chị là em không có hút thuốc, với lại có nhậu nhưng mà chỉ là nhậu với lại... Nhậu với trứng thôi. Nhậu với anh trong gia đình thôi ạ. À, dạ. À. Con muốn tìm người yêu thế nào, con diễn tả cho chú qua chú coi coi giống không? Cao một chút. Mà chút là bao nhiêu? Xích sáu chút. Gì nữa? Điềm đạm một chút, nói nhiều. Phụ nữ hay nói nhiều lắm, hay càm ràm lắm con. Dạ. Cái này phải chịu thôi, chú chịu lâu lắm rồi. Còn gì nữa? Đặc biệt, không vô duyên. Sợ vô duyên lắm hả? Dạ. Không, đôi khi vô duyên nó cũng thành có duyên đó con. Sao biết vô duyên, duyên quá hay không? Nghe là cười là ta có duyên rồi đó. Vậy nãy giờ con nói khán giả cười là con vô duyên. Cũng có khi á. cái vô duyên nó lạ lắm con. Đôi khi á là nói ra cái ta cười rần rần, ta nói vô duyên quá mà. Dạ. Vô duyên có duyên. Có duyên nó khác. Dạ. Để chú qua chú hỏi coi. Mình nói sao nha. Chờ chú một chút nha. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Anh nó nói vậy đó, mình thấy mình
được không? Về những cái tiêu chí đó thì chắc là được khoảng 70-80%. Vậy là được quá rồi, tốt rồi. Bên đây hiền lành, chất phát, thà lắm. Được á. Dễ thương lắm. Dạ. Trắng tươi, dạ, trắng hơn con nhiều quá con. Đó. Dạ, em chào chị Cát Tường. À, chào em. Nay có đem mớ trứng nào lên không? Dạ không. Để gần ngày đầu tiên tôi gọi đem trứng lên tặng bạn gái, tặng cái này chi? Tại vì trứng chưa có kiểm dịch kịp chị thôi. Đúng rồi, phải vệ sinh an toàn thực phẩm, đã kiểm dịch đàng hoàng. Mà hồi đó giờ đi buôn bán trứng là có dành dụm được gì chưa mà đòi lấy vợ? Dạ, ngoại trừ trứng ra là em cũng có một chút tiền. À, dạ. Được, được, ghê, 25 tuổi dữ ha. Vừa có trứng vừa có tiền nữa. Rồi gì nữa, gì nữa? Dạ, hết rồi chị. Nhưng mà ở thành phố là ở đâu? Dạ em ở nhà. Nhà nào? Dạ nhà em ở quận 6 ạ. À, nhà đó là nhà gì? Nhà ấp trứng. Dạ không, nhà là nhà để ở ạ. À, nhà để ở. À, dạ. Nhà nó của ai? Dạ của ba, sắp cho em. Vậy hả? Trời ơi. Chắc không? Có giấy nhưng thiếu chữ ký rồi ạ. Thiếu chữ ký của ai? Dạ của ba ạ. Giấy nó làm rồi, nó dạ, tự viết rồi. Luôn rồi mà chưa ký thôi. Dạ. Yên tâm lấy vợ xong ký. Nghe nè. Dạ. Cạo cái râu cái này đi nha. Trời ơi, tôi ghét ai để râu đây ghê luôn á. Trời ơi, thiệt, trẻ là mình cứ trẻ, có tiền có túi đầy là được rồi. Dạ, không đâu có cần mình để râu cho mình già chi. Dạ em không có tiền túi giữa tường. Chứ tiền để em đâu? Thẻ hả? Không thẻ em nè. Thằng này ghê lắm bởi vì. Rồi tôi chịu rồi đó. Việc. Trời ơi, đây là đằng trai ngon lành, đừng có giỡn mà. Ngon lành, ngon lành. Được, được, được em. Hơi bị ngon à. Được, được. Có đi với người thân không? Dạ có. Đi với ai? Em gái và bạn luôn. Thấy anh bán trứng nó được không? Em thấy ngoại hình thì cũng được, tính cách thì thấy không hợp với chị lắm. Theo chị thì chị muốn người chững chạc hơn và lớn tuổi hơn chị. À em thấy vậy, nhà kinh doanh thì rất là chững chạc nha. Thay thế ba mẹ đúng không? Dạ. Đi giao trứng, chuyển ta trứng. Ta còn một trong nhà đó. Trời ơi, người ta chững chạc lắm á, nói vậy vui thôi. Rất có duyên. Em suy nghĩ lại đi. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với lại anh họ của em. Ước gì phải đi với ba để hỏi vụ giấy tờ nhà luôn. Rồi anh họ đâu rồi? Rồi anh nói, anh thấy sao anh nói đi anh. Mình thấy bạn nữ bên đây á là đạt đúng yêu cầu của Vinh á, rất là chững chạc, rất là dễ thương. Cố gắng nắm bắt bằng mọi giá nghe Vinh. Được á. Thôi bây giờ cho hai trẻ gặp nhau cái đi ha. Kéo màn lên. Rồi. Đàn trai dễ thương lắm nha. Nào. Chào bạn. Có bó hoa tặng cho bạn. Em đại đi, thể hiện đàn ông mình men. Cho mình hỏi là cái tính cách của bạn á, có nghĩa là mình là thuộc người là thích nói nhiều hay là ít nói hay là như thế nào? À, cái tính cách đó cũng phụ thuộc vào cái môi trường, tức là một cái môi trường như là một cái sân chơi nào đó thì mình sẽ hòa hợp vào đó để mình nói nhiều để cho cái không khí lên. Khi mình đi công việc hay là đi công tác á thì mình là ít nói lại, mình lắng nghe khách hàng nhiều hơn, hoặc là giống như là hôm nay nếu mà được hẹn hò với bạn thì mình sẽ ít nói để lắng nghe bạn nói nhiều hơn. Thấy chưa? Quá hay. À, lúc nãy thì mình cũng có chia sẻ hiện tại là công việc của mình ở Hồ Chí Minh. Yeah. Thì nếu như mà mình muốn ở Hồ Chí Minh thì sao? Cũng chấp nhận được, tại vì á là nhà quận 6. Nhà quận 6, tại vì tại vì á mình kinh doanh á thì chắc tương lai thì mình cũng sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Bạn rất thích ngăn nắp gọn gàng nhưng mà không có bạn. Ở đây không ai là bạn của bạn hết trơn. Anh rất là thích ngăn nắp và gọn gàng nhưng mà đôi khi á thì em nói em rất thích nấu ăn nhưng mà không thích dọn dẹp rửa chén. Cái con đường mà đến tình yêu á là đi ngang cái bao tử, chỉ cần em nấu ăn ngon là anh vui vẻ, anh sẽ dọn dẹp hết, không sao cả. Bây giờ về miền Tây á là phải biết hát cải lương. Em có biết hát cải lương không? À, em không biết hát, chỉ biết là MC thôi. Em giờ em đứng lên em giới thiệu. Làm MC em giới thiệu sau đó rồi bạn kia hát. Em ngồi từ ngồi đó từ. Rồi đó hai người làm đi. Lần đầu tiên xin cho phép Thùy Dương gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay chị Cát Tường đang trong giai đoạn hẹn hò và hâm nóng tình yêu cùng với bạn trai ở Hawaii. Cho nên là Thùy Dương sẽ thay thế chị Cát Tường dẫn chương trình ngày hôm nay. Thì rất là hy vọng nhận được sự ủng hộ cũng như là sự yêu quý của quý vị khán giả dành cho Thùy Dương như là đã dành cho chị Cát Tường ạ. À, sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc của một bạn nam tham gia chương trình ngày hôm nay. Để phù hợp với lại cái không khí rất là vui nhộn và vui nhộn và vui nhộn, vui nhộn là mệt á. Để hâm nóng cuộc tình giữa chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Em xin gửi đến một trích đoạn cải lương phù hợp với lại không khí, đó là tiếng trống Mai Linh. Được, được, được.
Chào giờ con ca khúc đầu hay là đẹp trời thì muốn khúc đoạn nào hay nhất? Phu nhân ơi khăn trống đêm nay sẽ làm trắng đêm tâm sự, thì ba lại tả từ của phu nhân cũng tròn tình vẹn nghĩa. Dạ hết. Vậy thôi hả? Dạ. Giới thiệu hoành tráng ngồi hát bể. Lỡ tao bán vé rồi ra bể kèo thiệt luôn á. Hai đứa làm coi bữa coi hoành tráng coi thôi. Mây vừa ghé qua hai sân, mây vừa ôm em đây. Sau khi dù tìm tóc em vào tìm bờ môi phai. 1, 2, 3 bấm nút. Nút hư rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện về tình yêu. Khi mà kéo màn lên khi gặp được em thì bây giờ thì rung động rồi. Chắc chắn là anh sẽ nắm bắt cái thời cơ đó. Chưa gặp thì em nghe cách nói chuyện như vậy thì chắc chắn là đúng là như em nghe em nói sẽ không phù hợp. Nhưng mà khi gặp lại thì thấy cũng không như lúc đầu em nghĩ. Cho nên là em đang cảm thấy hoang mang. Cái đó không phải là hoang mang, đó là sự thay đổi diệu kỳ đó em. Chúng ta sẽ có những cái phút, những giây suy nghĩ thật kỹ để nói lên tiếng nói của con tim mình. 1 3 Xong rồi đó, 1, 2, 3 đó. 2 3 Hết thời gian. Một cái kết hơi bị bất ngờ quá. Lý do tại sao con không bấm? Câu cuối thì Dương nói là đang hoang mang. Những lúc như vậy á, chùng bước. Thì nếu đã chùng bước rồi á, không có cố gắng rồi thì bản thân con cũng sẽ là gọi là bất lực trong cái vấn đề mà gọi là bồi đắp thêm nữa. Bạn gái? Em chưa cảm nhận được cái Thôi, cái đó là chủ quyền lựa chọn các bạn. Sao cũng rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Mong rằng các bạn sẽ có nhiều cơ hội nữa. Đây là cơ hội tôi nghĩ rằng rất là tốt mà các bạn đã bỏ qua. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Rồi, một chàng trai cũng rất bản lĩnh, dễ thương. Một cô gái cũng năng động ha. Thôi, mỗi người một con đường, chúng ta tự đi, tự tìm. Đại khái là em éo cũng lâu rồi. Em chỉ cần cái người phụ nữ đó là quan tâm, chia sẻ và lo cho gia đình như vậy là được. Đơn giản vậy thôi. Tại vì mình chưa đánh giá được cái bản thân mình nên em không đánh giá được bản thân của mình. Một cái kết quá bất ngờ. Cô gái không bấm nhưng mà em bất ngờ là chàng trai cũng không bấm luôn. Đó là cá tính của mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm sự lựa chọn của cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Rồi, mời em ngồi. Em tự giới thiệu về mình. Em là Phương Thảo, 31 tuổi, quê tại Quảng Nam và đang là nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người có khán phòng này. Một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, mình tên là Lý Trường Giang, năm nay mình 28 tuổi, mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là nhân viên lái xe taxi. Ở đâu bạn, quận mấy? Dạ, em ở quận 3. Chà, một bên có 28, một bên 31, có vấn đề gì không ta? Có vấn đề gì đâu, trời ơi. Em không vấn đề, 10 tuổi em cũng không vấn đề nữa. Nhưng mà nhiều khi mấy người ta tham gia, người ta có vấn đề thì mình phải hỏi trước chứ. Dạ không chị, lúc đầu em cũng đã nói rồi là kiếm một người bằng tuổi em hoặc hay là lớn hơn em. Em va chạm với cuộc sống ngoài đời rất là nhiều. Nên em hiểu được cái tính cách những cái người mà lớn tuổi như thế nào đó. Họ có chững chạc trong cuộc sống hơn. Bạn có tự tin là bạn sẽ có thể bảo bọc được một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình không? Dạ cái điều đó em chắc chắn. Yeah. Rồi, vậy để nghe cô gái chững chạc bên này chia sẻ một chút nha. Trước giờ bạn bè chơi với em thì thường nhận xét em là người hơi dễ dãi tí. Không chơi chị. Nếu mà yêu cầu về chững chạc thì em sợ em không đáp ứng được cái đó lắm đâu. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, được 2 mối tình ạ. Nói ra nhiều quê lắm nhưng mà đại khái là em ế cũng lâu rồi. Tại sao ế? Nguyên nhân? Chắc là do em lười lắm. Lười là lười cái gì? Tại vì công việc của em ngân hàng ấy thì về rất là trễ chị. Thường em muốn có cái thời gian uống cà phê, xem phim với bạn bè thân. Thì em thích hơn là phải bắt đầu một cái mối quan hệ nó gò bó. Thế tìm ra hiểu rồi này kia. Dạ, đúng rồi, nên là em lười. Lười có bạn trai? Dạ lười. Vậy tại sao bên này là tìm đến đây? Dạ giờ gia đình thì cũng hối quá rồi, ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Nên là em muốn thoát ế. Muốn thoát ế phải không? Rồi mời bạn trai. Bạn cảm thấy như thế nào với những chia sẻ vừa rồi? Dạ em trải qua một mối tình.
khoảng cỡ 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Bắt đầu gia đình cô ấy cũng chấp nhận, nhưng mà sau này thì gia đình cô ấy thấy cái hoàn cảnh của em, cái công việc của em, nên gia đình cô ấy là chuyển hướng cô ấy là kiếm một cái hướng khác nó tốt hơn. Và bạn chấp nhận để mối tình nó ra đi? Tại vì mình không có muốn cái ràng buộc mà một cái sự tình cảm nào đó mà ép buộc, nên em đồng cảm với cô ấy là nhường quyền quyết định lại cho cô ấy. Mình có thấy rằng mình có lỗi gì trong cuộc tình đó hay không? Dạ không, không bao giờ em có lỗi trong cuộc tình. Tại vì quan điểm của em là sống như là cha mẹ của em vậy đó, thương nhau mà sống với nhau chỉ có như vậy thôi. Sao mấy năm rồi mình không tìm được người nào khác? Dạ có thể là do cái công việc ngày đây mấy đó, với vấn đề là cái thời gian của mình là sáng mình đi làm tới ngày mai mình mới về mình giao xe cho người ta, nên cái công việc của em thời gian hơi khó chút ha. Dạ. Bây giờ nếu như mà tìm được một nửa yêu thương của mình rồi, dạ, thì mình tính tới cái điều gì xa hơn không? Dạ có, mình cũng lớn rồi, mình muốn có ổn định cái cuộc sống để cho gia đình mình với cha mẹ mình có một cái người con dâu nào đó. Nếu được thì khoảng bao nhiêu lâu em có thể đi đến hôn nhân được? Nếu mà được trong vòng khoảng 1 năm, tại vì hiện tại là mình đang ở nhà thôi. Tại ngày xưa em cũng có nhà cửa ở Sài Gòn, nhưng mà sau làm ăn này kia nọ trong gia đình biến cố nên mình thay đổi cái cuộc sống. Có thể là trong vòng năm sau mình có thể là mình mua nhà, xong rồi đó mình sẽ dự định cái chuyện kế tiếp tương lai xa hơn. Thế là có kế hoạch mua nhà rồi đúng không? Dạ, tính toán mua nhà rồi thì bởi vì trong cái thời gian mà mình tìm hiểu là tới đó là vừa để mình tiến tới xa hơn. Trời, một cuộc sống, một chàng trai rất là chững chạc. Bạn nữ mình định bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 năm là hợp lý. Hợp lý rồi ha. Vậy bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về tính cách thì em thích bạn trai thoải mái. Dạ chào anh. Em cũng hơi nhỏ nên là em thích bạn trai cao xíu. Cao có cao. Cao không? Cao không? Dạ cao. Cao. Không hói. Con hói sao vậy? Người đứng kế bên cũng có hói. Không, anh thì không thuộc phạm trù của em rồi. Cái người kia cũng giống giống anh vậy đó. Vậy hả? Chết rồi. Tại sao không thích hói? Hói có dính dáng được cái gì đâu. Hói sinh con đâu không có đẹp anh. Sao không biết hói sinh con không đẹp? Di truyền, cái bệnh đó là di truyền em biết. Cái đó sao gọi là bệnh? Hói miễn sao người ta thương vợ, thương con, người ta lo lắng cho gia đình, người ta chung thủy được rồi. Hói đâu liên quan gì tới chuyện kia đâu. Cái người không hói đủ, người ta không thương mình, người ta không lo cho gia đình. Anh chọn cái nào? Hói ít thôi. Hói ít thôi hả? Hói ít rồi từ từ nó sẽ hói nhiều, anh biết mà. Kiểm tra lại hói dữ không? Không anh, tại mới hớt tóc cao cao chút xíu tóc rồi. Làm gì hói quá lấy di truyền dễ đen thù lùi vậy? Đâu có, tóc có rồi, có gì thôi. À, những cái yêu cầu của nó em có đáp ứng gì được không? Dạ được anh. Được ha. Thấy, dạ chào chị. Đâu có đến nỗi nào đâu. Làm gì hói. Được, cao nhiêu? Dạ cao 1m7 chị. Được. Được rồi, quá hợp lý rồi. Sao đen quá vậy? Dạ tại chạy xe ở ngoài nắng á, nó nắng hất vô nên. Đi xe taxi máy lạnh không à? Dạ máy lạnh nhưng mà cái kiến mình nếu mình che lại thì mình không có thấy được quan sát xung quanh. Cái nghề taxi là mắt mình phải lẹ ngó tới ngó lui để kiếm khách này kia nọ. Liếc qua liếc lại ha. Dạ. Hay vậy, lái taxi mấy năm mà giờ có tiền mua, chuẩn bị mua nhà được rồi. Dạ thì em chạy xe được 4 năm. Lái xe là giờ khá lắm đó em. Khá lắm hả? Tháng dạ. 10 mấy triệu là bình thường. Dạ đúng rồi, nhưng mà nó hơi cực anh. Đúng rồi, cực. Đúng rồi, mình thanh niên mà phải chịu cực chứ. Thì cái vấn đề cực này kia nọ em quen rồi chị ơi. Những cái người lái xe bây giờ có người lái xe tháng mấy chục triệu chứ không phải là 10 mấy triệu. Dạ, nữa. Đúng rồi. Bây giờ em muốn người phụ nữ như thế nào? Em rất là đơn giản, em chỉ cần cái người phụ nữ đó là quan tâm, chia sẻ và lo cho gia đình như vậy là được. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi, em không có cần không gì. Không cần ngoại hình cao, ốm, dạ không, đẹp, không xấu gì hết trơn hả? Em không có quan trọng cái gì đó, tại vì mình chưa đánh giá được cái bản thân mình nên em không đánh giá được bản thân của người khác. Bây giờ lấy nhau về mình ở có làm dâu gì không em? Tại vì gia đình thì chỉ có một mình em thôi, em muốn cái người phụ nữ đó là thông cảm và hiểu được cái hoàn cảnh của em để mà để cho cái cuộc sống tốt hơn. Dạ. Yeah. Có nghĩa là sẽ làm dâu đúng không? Ở với ba mẹ mình đúng không? Dạ, yeah, nếu mà sau này không muốn ở thì có thể mình ra ở riêng. Dạ. Yeah. Ok, vậy là quá tốt rồi. Được rồi, bạn trai quá chững chạc, công việc ổn định. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ có mấy anh em đồng nghiệp. Chào anh, anh nhận thì xét thấy cô bạn gái bên này như thế nào ạ? Đúng ý Giang rồi, Giang, được á. Ok nha, còn ăn thua em á. Ủa đúng ý là sao biết ý anh luôn hả? Dạ đồng nghiệp mà chị. Hai anh em chạy chung xe chứ. Dạ. À, Giang là người như thế nào anh? Giang hiền lắm chị, tốt bụng, hay làm từ thiện, rất tốt. Có tật xấu gì không? Không anh. Không nhậu luôn, không hút thuốc luôn. Không nhậu không hút dạ. thuốc. Có bồ bịch lăng nhăng trên xe không? Không. Giang gì vậy chị? Gì lăng nhăng trên xe? Thì lên xe cái chở cô nào đẹp cái hỏi em đâu cho anh số điện thoại, không cho anh rồi. Cho địa chỉ thì anh làm hoài. Ủa? Khách, anh đâu có lái xe đâu làm. Khách xin thì có, với mình không có cho. Rồi, cảm ơn anh. Mình có đi với ai không em? Dạ, em đi với các bạn đồng nghiệp ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Theo như những gì em quan sát từ hồi nãy giờ đối với bạn nam bên đây á, về ngoại hình thì có thể là đáp ứng được tiêu chí của chị Thảo rồi. Đó là cao, không có hói, mặc dù tóc lại hơi ít một xíu.
Mặc dù là nhỏ hơn chị Thảo 3 tuổi nhưng mà bên ngoài thì nhìn cũng rất là chững chạc. Và tính tình á, em cảm thấy là cũng là một người rất thoải mái. Chị Thảo thì là một người thích sống hướng ngoại. Cho nên nếu mà một người phụ nữ quá thiên về gia đình á, thì chị Thảo chưa phải là người như vậy. Nhưng mà chị Thảo là một người tính rất là tốt. Một người là dễ tính nhưng mà không phải là dễ dãi. Em thấy là cũng khá tương thích với chị Thảo. Thì bây giờ là chờ chị Thảo gặp mặt và trao đổi thêm thông tin và quyết định. Rồi, kéo màn. Mời hai bạn. Dạ. Lần đầu tiên tới đây không có thì gửi tặng bạn nữa mà. Cảm ơn bạn. Thì công việc của mình là thường làm nguyên tuần hay là như thế nào? Cái công việc của mình là một ngày chạy, một ngày nghỉ. Đó là mình sẽ thường là sẽ đi sớm và về rất là muộn. Dạ, do cái thời gian, tại vì mình ôm một chiếc xe như vậy đó, có thể là cái thời gian mình nó linh động. Có thể là trưa, 1-2 giờ trưa mình cảm thấy mệt quá thì mình về mình nghỉ ngã lưng chút xíu, 1-2 tiếng, đầu ra mình chạy tiếp. Nó không có ràng buộc của mình. Chạy nhiều thì có tiền nhiều, chạy ít thì mình có tiền dạ, ít. Dạ đúng rồi, cái nghề taxi thì phải cài mới có tiền. Tại vì mình là rất là thích đi du lịch. Dạ. Bạn có thể sắp xếp được cái công việc mà. Dạ đúng rồi, vẫn được. Có dạ, thể là hoài. Làm gì đi phỏng vấn vậy? Dạ hoài. Quê mình đó là ở miền Trung. Dạ. Hầu như là Tết nào cũng phải về quê hết. Mình rất thích đi, mình rất đi chơi xa. Tại vì hồi nhỏ lớn thì sống ở Sài Gòn không à. Sau này mà nếu mà có tiến tới á, dạ, thì Tết bạn có thể về quê mình để ăn Tết trong cái ngày ví dụ như mùng 1, mùng 2, mùng 3. Okay. Được, cái đó có thể là mình đi được. Mùng 2, mùng 3 Tết là ngày kiếm tiền đó, đi đi. Nói với nhau một chút xíu về chuyện đám cưới hay là hẹn hò, con cái gì đó. Cái chuyện mà đám cưới á, thì mình đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Những cái đồ như là sính lễ hay vấn đề đó là mình đã để sẵn trong tủ khóa lại rồi. Đó chỉ chờ cái người mà mình lấy làm vợ thôi. Bạn mua lâu chứ? Những cái đồ đám cưới là mình mua cách đây khoảng cỡ 6 tháng. Từ khi mà đăng ký tham gia chương trình. Mỗi người nói một câu cuối cùng để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Và tôi đề nghị là phải kêu nhau anh em chứ không có bạn nữa nha. Bạn nữ lớn tuổi nói trước. Ủa sao kỳ anh em mà sao lại kêu anh em tôi rồi. Thích vậy, tôi thích vậy. Rồi, 2, 3. Nói chung là tại vì cũng hơi háo sắc tí nên là nên là về ngoại hình thì cũng ok. Và anh rất là ok. Dạ, anh cũng rất là, anh rất là ok. Cảm ơn bạn. Bạn cái gì nữa, người ta đã phụ nữ, người ta đã vậy rồi mà. Cảm ơn em. Thì anh cũng không có gì nói nhiều hơn là sau cái chương trình này, hy vọng là mình sẽ tìm hiểu và tiến hóa xa hơn. Rồi, hết thời gian. Suy nghĩ nha. 1 2 3. Chúc mừng chàng lái taxi ha. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của chương trình để các bạn có thể thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Để tặng các bạn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh và các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và hai bạn nắm tay nhau đi. Anh thấy tay em sao? Mềm với ấm. Mềm với ấm. Rồi đây quà tặng của em. Anh cầm này. Dạ. Anh mình cầm này. Anh em mình thiếu bản lĩnh. Rồi mời hai bạn đi xem phim. Dạ cảm ơn chị. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nói hay cười, bên kia tự kỷ hay nóng. Mẫu người đàn ông của em cao, to, đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy? Trời đất ơi. Anh trắng như thằng đen đâu. Cứ là con trai này em đồng ý hết à. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi mời em rồi. Em gái giới thiệu bản thân mình trước đi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn Nam bên kia. Em tên là Đỗ Thanh Xuân. Quê gốc em ở Thái Bình nhưng em lớn lên ở Kiên Giang. Và hiện tại em đang công tác tại Sài Gòn ạ. Em đang làm bên ngành xây dựng ạ. Em làm bên phòng hành chính nhân sự. Bên phòng hành chính nhân sự thôi đúng dạ. Không? Năm nay em 29 tuổi rồi ạ. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả, chào bạn gái ngồi bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Phan Hiểu Tú, quê ở Hà Tĩnh.
Em năm nay 34 tuổi, em ở Thủ Đức. Hai tháng trước thì em làm bên điện, bên công trình. Bây giờ em chuyển qua làm ngoài, thi công bên cáp, cáp mạng, cáp viễn thông. Bây giờ mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em hay nói, còn điểm yếu của em thì hay bị tự kỷ. Hay nói mà sao hay bị tự kỷ? Thì nhiều khi mình nói nhiều quá thì mình nói một mình luôn. Nói xong quay lại ta đi hết trơn, còn mình vẫn nói. Rồi, thì hóa ra mình tự kỷ. À ha. Với em rất là nóng tính á. Bạn trai là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì hay chơi thể thao, còn văn nghệ thì ít lắm. Em thì thích bóng đá với bóng chuyền. Tính tình của em thì vui vẻ, nhưng mà được cái ít nói, hay cười. Em thích nói hay cười. Bên kia tự kỷ hay nóng. Còn em cũng nói nhiều lắm anh ơi. Có nói nhiều hả? Dạ. Bên kia mà tự kỷ á, là bên đây cứ ngồi kế bên cười hoài luôn. Ngồi bên kia nóng, bên đây cũng cười. Thế là về được. Em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, báo cáo anh là hai mối tình ạ. Mối tình mới nhất là em mới chia tay được 1 năm ạ. Bọn em cũng quen nhau, cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng mà vì em không quan tâm nhiều cho gia đình anh ấy lắm. Đấy là theo anh ấy nói, nên anh ấy quyết định anh chia tay. Và kèm theo là anh ấy cũng có đòi quà em nữa, cho nên là em cũng quyết định chia tay luôn ạ. Quà gì lớn không mà đòi? Nói chung là cái gì của anh ấy thì anh ấy muốn lấy lại thì em cũng gửi lại luôn. Trời ơi, thiệt á, ác. Quen nhau mà tới hồi tính cưới luôn rồi mà không cưới đòi lại. Chắc là anh ấy mê bài hát là chia tay đòi quà, cho nên là em cũng thôi gửi lại anh ấy luôn. Ủa anh chia tay có đòi quà không anh? Dạ không em ơi. Dạ, để em còn biết rồi em không nhận quà luôn. Tại anh đâu có gì tặng quà gì đâu, anh đòi. Rồi, mình có mấy mối tình rồi em trai? Em cũng có hai mối tình rồi. Còn mối tình thứ hai thì cũng cách đây được hơn 4 năm này. Bạn gái bên kia, dạ, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Mẫu người đàn ông của em lý tưởng từ hồi đó đến giờ là cao, to, đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy? Trời đất ơi. Hôi là hôi làm sao? Không phải là hôi, mà là ý của em là anh ấy cao to, là anh ấy khỏe khoắn. Mà hôi tức là anh ấy chịu khó làm lụng, chứ không có màu mè lúc nào cũng xịt nước hoa lên người như thế, thì em lại không thích như thế. À, cho nên là để nguyên thủy là mùi sao để nói vậy? Nói chung là anh ấy chịu khó làm ăn là chính, còn lại là rồi em nói hình thức nghe bên ngoài nó không ấy, nhưng mà cái câu nó quen thì thành là cao to đen và đặc biệt phải hôi. Trời ơi, thì em nói là cao. Anh trắng như không đen đâu. Dạ. Yeah. Không, đấy là mẫu trước giờ em tìm không ra. Nhưng bây giờ thì thôi, cứ là con trai này em đồng ý hết à. Thí dụ như không cao to mà không đen mà hôi được không? Cũng được, nhưng mà tại vì bây giờ ế quá rồi anh ạ. Miễn sao có hôi thôi đúng không? Gu lạ thiệt. Thiếu gì từ nói, nghĩa là cao to đen chịu khó làm lụng hay là cái gì đó. Hôi cái tôi liên tưởng tới nhiều cái mùi đặc biệt. Mà bên kia sao? Cao trên 1m65 này được rồi. Trời, nó còn cao hơn 65 là dữ à. Quen 1m58 thôi, 56. Mới đó hạ xuống lẹ vậy. Hạ nhanh quá, từ 65 xuống 58 à. Tính tình thì hiền lành chứ, nó nhá dịu dàng tí. Đen hay trắng? Nói cho đừng có đen quá. Nhưng mà em lại đen anh ơi. Đen này, đen chắc dùng kem này nó trắng. Không, nhưng mà em lại không có thể quen dùng kem. Anh mua kem anh tặng em. Mà em thoa khi nào chia tay anh đòi. Nhìn thôi sao ra đòi rồi đã. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc. Hỏi đi. Anh có hút thuốc không ạ? Không có. Coi thử anh có hôi không kìa. Hello. Dạ chào anh ạ. Cỡ anh đen đen hôi hôi không? Không, có người bạn trai lý tưởng của em là giống anh á. Hả? Vậy là anh hôi đúng không? Không, em chưa tiếp xúc với anh nhưng mà đại khái cao to đen là được rồi. Còn hôi thì em phải kiểm tra sau ạ. Tại vì em chưa kiểm tra anh nên em chưa biết ạ. Giống không? Giống không? Cũng đen đen giống mà cười tươi hơn, khỏe hơn, đẹp trai hơn. Nhưng mà không có mập bằng anh. Ốm hơn thì cũng được, tại vì em cũng mập quá cho nên là em cũng cần người ôm ốm thôi ạ. Anh bên đây khỏe khoắn lắm em. Nụ cười rất là có duyên ha. Tóc hơi hôi hói chút, hiền, được chưa? Dạ. Nhưng mà gặp cái người hiền quá rồi em có... Em cũng sợ bạn trai hiền. Tại vì là em thì cũng hơi dữ và hơi nóng tính một tí á. Mà bạn ấy hiền quá thì nhiều khi em ủa, nói... Ủa tốt chứ sao? Không, nhiều khi em nói xong rồi bạn ấy lại không nói gì, một mình em lại thành tự kỷ luôn. Đúng rồi đó, em mà nói bên đây còn cười hoài luôn á. Vậy là hên em. Hồi nãy giờ em đưa ra cái vấn đề mà em hay nóng giận, mà gặp anh bên đây thì nó dễ xử lý lắm. Anh đây là nói gì cũng cười, chứ gặp mà người nóng tính nữa là hai người là thế nào. Đúng rồi, hai người cùng nóng. Không, nhưng mà em hơi gia trưởng một tí cho nên em cũng thích. Anh người yêu em cũng phải hơi gia trưởng một tí. Kỳ lạ, cô này cũng lạ ta. Mình em gia trưởng thôi chứ. Nếu mình em gia trưởng quá thì em nói sao anh cũng nghe, vậy thì em chả. Hay quá đi chứ. Trời đất ơi, phụ nữ mà gặp người đàn ông mà nói gì nghe cái đó là hên lắm luôn em. Không, nhưng mà giết thì mình thành chán. Tức là lúc đó mình tự biến mình thành đàn ông rồi.
gu này cũng lạ ta. Phải có một bên nhu bên cương với em, hai bên này cương nhau sao được. Ý của em là hơi gia trưởng một chút, tức là khi nói lên tiếng nói á, là phải có tiếng nói trong gia đình. Nói chung là đừng có sợ vợ quá đó, đúng phải rồi. Có chính kiến. Nghe không, cười hoài thấy không? Ý của cổ là anh nói ít cũng được, nhưng mà nói câu nào phải chắc cú câu đó. Thí dụ vợ nói hoài, nói lại nhảy suốt cả ngày, đội này đội kia, anh cho nó một câu chốt lại, im đi là phải nín. Đúng chưa em? Đúng chưa em? Dạ đúng rồi đó. Đấy. Có, cái được rồi chị. Trời, tôi thấy không khó đâu. Trời. Thấy hình này không dám đâu. Giờ anh có ghen không? Có chị. Ví dụ như bạn gái đi chơi khoảng tầm 9-10 giờ về, đừng có về khuya quá. Lâu lâu tao họp lớp gì đó, tao xin tới 12 giờ tao về, lâu lâu có một bữa đột xuất được không? Thì đi mà về là được rồi. Đi về 3-4 giờ sáng người ta cũng về. Anh ơi, em lại có sở thích là rất thích đi phượt, anh có đi phượt được không ạ? Phượt thì anh hay đi lắm. Đi hai chồng chở nhau đi được rồi. Bây giờ thôi vô cái chuyện mà kết hôn á, nếu mà được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Bố mẹ thì cùng dục năm nay rồi. Nhưng mà hiện tại giờ chưa có bạn gái nên là cái này hơi khó. Lấy vợ xong mình lập nghiệp ở đâu? Thì tạm thời cứ làm ở Sài Gòn này đã. Anh có cái lý do gì bí ẩn mà sao 34 năm mà chưa có yêu ai chính thức không? Mấy một cuộc tình nó nhẹ nhàng trôi qua. Không biết là do cái công việc hết đó. Sức khỏe ổn định không? Sức khỏe ổn định. Có cái là do cái tính tình ít nói quá thì ra khi ngại tiếp xúc với con gái. Thật sự có cảm xúc với phụ nữ không? Có chứ rồi. Có hả? Chắc chắn ha. Rồi anh cười rất là duyên luôn á, rất là đẹp trai phong trần vậy mà. Bữa nay cố gắng nha anh. Để hỏi cô này coi chừng nào cô chịu kết hôn, bao lâu kết hôn được em? Dạ, quan trọng là bên anh ấy đồng ý là cưới liền. Tại vì em ế lâu năm lắm rồi. Anh ấy là muốn lắm á, giờ anh thua anh nha. Cú này anh tấn công được hay không là do anh đó nha. Chứ không mai mà mối là nói vô không đó. Rồi, chị thấy là được, cặp này là gã đó. Nhưng mà giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với tập thể người yêu cũ và chị gái và đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Cũng như xin chào khán giả đang có mặt tại trường quay. Mình là Châu, là cấp trên của Xuân. Nói thật là phải chịu đựng Xuân dữ lắm rồi nè. Nó nói suốt ấy, nói đến mức độ mà mình phải nói thôi em xin nghỉ đi. Để chị nhẹ cái đầu tí. Cho nên không biết em trai này nữa chịu đựng được bao lâu nha. Lửa sẵn ở đó chịu đựng được. Chịu đựng được em ha. Tính tình cũng không ổn định đâu em à. Nó vừa nóng tính mà nó có nhiều cái tật xấu nữa. Đó, cho nên là khi mà quen là em phải tìm hiểu cho thật kỹ nha. Tật xấu gì chị thử nói một hai cái nào mà ghê gớm nhất hả chị? Mình với lại Xuân đều đến từ công ty xây dựng. Cho nên trai xây dựng rất nhiều, cao to đen hôi là nhiều lắm. Nhưng mà không vớt được người nào. Lý do là cứ đùa cợt hoài, người ta không biết là cái câu nào là thật cả. Biết thiệt giả. Không biết thiệt giả, bởi vì mới có hội người yêu cũ ngồi ở đây. Nhận xét về em trai bên đây thì chị thấy rằng có cái nét tương phản. Đây ít nói hay cười. Em nói nhiều. Nên chị thấy là hợp nhiều đó. Chị vẫn khuyên em trước là em phải chịu đựng nha. Lần đầu tiên tôi thấy họ nhà gái tự vạch mặt nhau. Trời ơi trời. Không, tại vì hôm nay sếp em là muốn đi là để vạch mặt em. Nhưng mà nói thế tốt á. Nếu mà anh này anh đồng ý á là anh chấp nhận. Đúng không? Sao em trai? Em nói gì với sếp gọi là bạn gái tương lai em đi. Cảm ơn chị. Còn sau này nếu mà hai đứa mà quen biết thể tiến tới thì cái đó em sẽ, nếu mà trong khả năng em sẽ chịu đựng được. Cảm ơn em. Cho chị gái ruột đi, có ý kiến gì không? Nhận xét về em trai thì thấy cũng được. Đi sau của buổi chuyện này thì cũng hai em cũng bấm nút để có cho nhau cơ hội. Vậy thì cũng chịu đựng, không cái gì nói cũng nói trước thật, chứ còn không có sau này cũng không giấu giếm. Đấy là bên em cũng nói như vậy. Đàn gái thẳng thắn chưa? Đây là cũng là thật thà đấy. Rồi, đàn trai mình hôm nay đại diện có ai em trai? Dạ em có em trai cả mấy đứa em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả trong buổi trường ngày hôm nay. Thì nói chung là anh của em á, trước tới giờ rất là hiền, vui tính, rất hay cười, ai nói gì cũng cười. Và anh ơi, mấy anh em đây là ai cũng gật đầu hết rồi đấy. Dạ. Cảm ơn em trai. Thôi bây giờ là mở hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Đây là quà của em, đây là tự tay em làm luôn. Em cũng muốn mời chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh thử cái món quà này em làm luôn á. Vỏ bưởi đúng không? Dạ vâng ạ. Trời, mức làm đẹp quá ta. Mức vỏ bưởi. Rồi, khoan khoan, đứng gần ảnh đi. Hai người đứng nói chuyện gần ảnh em. Hửi, có mùi hôi gì không?
Cái này chắc anh có xì dầu thơm rồi cho nên là với mùi hoa nữa nên em không ngửi được cái mùi ạ. Không em, dạ. Cái mùi tự nhiên em. À dạ vậy ạ. Nhưng mà em ngửi đi mùi hoa nhiều hơn. Rồi hai bạn cứ về chỗ bắt đầu tâm sự với nhau đi. Dạ chào anh ạ. Em vào Sài Gòn này lâu chưa? Em lên Sài Gòn là được 7 năm. Dạ. Em là ở Thái Bình đó. Dạ vâng, và hiện tại em đang làm ở bên quận 7. Anh thì ở Thủ Đức. Ở quận 7, quận 8 anh hay đi làm tên đó. Anh có sở thích là đi phượt không? Tại vì em rất là thích đi phượt luôn đó. Phượt thì cũng nhiều lúc rảnh rồi thường cũng hay đi. Em là cô gái là hay đi đi. Chân của em là chân chạy. Nhưng mà công việc thì là em vẫn có thể là em làm được. Chồng tương lai của em á, sau này cái tính tình, ví dụ cái tính tình như anh có được không? Không, anh thì em chưa biết tính tình. Tại vì em mới tiếp xúc với anh sơ sơ đây thì em chỉ biết là anh có vẻ là ít nói. Còn tính tình thì là em nói trước là em rất là nóng tính. Anh thì hiền lắm ạ. Nhưng mà em thì em cũng thích kiếm một người là cũng hơi gia trưởng như em. Tại vì em cực kỳ gia trưởng, em đã nói là em thích là em thích, rồi em không thích là không thích. Anh thì không gia trưởng, tại vì cái tính tình hiền vậy không gia trưởng. Tại vì anh không phải là con đầu. Cái tính của anh nó không phải thôi. Em rất là khó chiều và rất là khó tính. Cho nên là anh cứ lên cân nhắc trước, tại vì có gì là em chia sẻ thẳng luôn. Bạn trai đứng lên đi, bạn trai có vẻ hiền quá. Bây giờ em đứng lên, nắm tay nhau. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và bạn trai hãy nói một cái điều gì đó. Nếu mà em chấp nhận cái tính tình hiền lành của anh thì em tính thế nào? Em nói rồi, em ế quá, bây giờ được là cưới luôn chứ còn em không có kiểu như yêu xong là bỏ đâu. Với đặc biệt là nhớ là không được đòi quà em nha, tại vì em rất là sợ chia tay đòi quà. Rồi yên tâm, em chưa có quà đâu em. Rồi nhưng mà bó hoa thì anh kêu thôi trả lại cho anh bó hoa thì sao? Không, bó hoa này là bó hoa làm quen thì chắc là chưa phải thì gọi là quà được. Quan điểm về con cái đó, con trai con gái gì được, không quan trọng, tại vì nhà nhiều con trai nữa. Càng đông càng tốt đúng không ạ? Em này, em sau này em muốn một đội bóng luôn đó. Trời ơi, cái này hơi mệt rồi. Anh có thể hát cho em được không ạ? Hát thì điểm yếu của anh là hát. Chúng ta bây giờ cố gắng hát đoạn cho em nghe được. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa. Không biết bây giờ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã qua... Trời, xin lỗi, quên mất. Chúng ta kiểm chứng lại con tim của mình nha các bạn nha. Yêu là bấm, thích là bấm. Chứ không thích cũng đừng có bấm vì điều gì hết ha. Các bạn có 30 giây suy nghĩ lại tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng, nắm tay nhau nào. Đây là một cặp nếu như mà có thời gian tìm hiểu nhau thì anh nghĩ sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Không, em thì ít ăn hiếp ai lắm, nhưng mà ai cái gì thì em cũng sợ hết á. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Liên Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Tặng hai bạn đây là một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó là một chiếc Smart TV Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc 40 inch trị giá 6.990.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagio ở tất cả các hệ thống Yagio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagio Việt Nam. Chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn ạ. Đây là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Em đi phượt tới đâu rồi? Dạ chắc tới quận 6 hết rồi. Trời ơi. Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Nó ngoại hình em mấy chứ khi nó đừng có mập quá, em sợ tối mập đẹp chết. Trời. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Ừ.
Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng ban tổ chức cũng như các bạn này. Em là tên Lữ Chí Hiếu. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con em năm nay 25 tuổi. Sinh ra ở Tóc Trăng, còn lên thành phố sống từ nhỏ. Và giờ đang làm nhân viên cho công ty điện lạnh Hoàng Anh ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Quận Bình Thạnh. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Trúc Phương, em quê Tiền Giang, hiện em cũng ở quận Bình Thạnh ạ. Ồ, vậy tốt quá. Em bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay 24 tuổi, em đang là kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là tạo cho người khác có nhiều niềm vui. Nhưng mà vui quá thì mọi người cười nhiều, làm y như một cái chợ vậy. À, coi như mỗi chỗ nào mà có em tới là y như cái chợ đúng không? Dạ. Điểm yếu của em là hay quên. Một lần em làm thủ quỹ ở một công ty, em bỏ cái chìa khóa ở tại công ty. Sáng sau em phải lò mò đi lên sớm, sợ mất tiền nữa. Công ty gan quá cho em làm thủ quỹ vậy trời. Bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc, không biết nhậu. Uống có mấy chai là bắt đầu em tới rồi, em tới bến rồi. Rồi không đi ba, rồi... Nói chung là không có ăn chơi gì hết á. Vì những không? Cái điểm mạnh đó mà có nhiều bạn nữ nói em như BD á. Nói nó, gì? Nói em gì? Nói người BD á, không biết ăn chơi gì hết. Ai nói em BD? Nhiều bạn lắm. Bạn nữ có nói không? Dạ có, bây giờ em ấy thì dạ. Rồi em có BD thiệt không? Không? Dạ không. Thẳng. Chắc không? Chắc. Cái đó để về đem tân hôn kiểm định. Điểm yếu của em là em cũng hơi nóng tính trong công việc á. Tại vì ông chủ, ông sai em đi làm không mà dẫn theo hai ba thằng. Thì mỗi lần em nóng lên là em hay chửi. Mà tụi nó làm quá là em một mình em bỏ về luôn. Tại vì tụi nó không làm hoàn thành á thì ông chủ cứ giao cho mình là chỉ biết mình thôi. Em mà bực quá là em cho tụi nó làm hết. Không có làm. Với điểm yếu của em là chắc có lẽ em không được siêng lắm. Không được siêng nữa. Không được siêng bởi vì ông chủ chửi đúng rồi. Dạ không khó, không được siêng vụ làm việc nhà giúp mẹ. À. Cái làm về mệt cái nằm xe lai hoặc là trốn trách nhiệm. À, vậy là mai mốt lấy vợ là cũng không có phụ vợ đúng không? Dạ cái đó cũng tùy hứng, tại vì không được siêng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ nếu tính ra là chưa được mối tình dắt da luôn á. Chưa có mối tình nào? BD mà sao không mối tình? Chết vậy. Nhỏ em quen là chơi nói chuyện trên Yahoo mà. Rồi cái Yahoo thì nhắn tin ghê lắm mà điện thoại không biết nói gì á. Nhắn tin thì ra ý tưởng hơn. Tức là xưa giờ chưa có mối tình nào luôn? Chắc có mình thích người ta chứ người ta đâu thích mình. Em có thích gái không? Dạ có, cái đây có. Có hôn cô nào chưa? Dạ hôn rồi. Hôn ai? Dạ hôn bạn nữ đó đó. Hôn mà người ta chê. Không. Các bạn ngày xưa gặp á trên Yahoo á. Gặp trên mạng mà hôn rồi hả? Dạ, tại có gặp mặt mà. Tại em kêu là tại nhà em nhỏ thì bạn nói như là muốn thử lòng mình sao không tin á thì em mới dắt về nhà xong thấy cái nhà kia. Hôn má hay là hôn môi? Dạ má môi luôn á. Hôn mà. Ủa mà hung xong mà người ta chê là sao, là không biết hung hả? Dạ chắc tại chê cái hoàn cảnh với lúc đó còn nhỏ quá chưa có việc làm chín chắn á. Chứ không phải là chê cái hung chứ không? Dạ thôi được vậy là cũng định là đàn ông rồi đó. Còn lần thứ hai thì cũng quen Yahoo mà quen được năm luôn. Thì người ta kêu về quê Tiền Giang á, tại người ta kêu về quê chơi đi em nhát. Đó nhỏ mà nó hồi về quê lỡ bị bắt cóc cũng chuẩn bị. Trời ơi, bây giờ em rủ anh về Tiền Giang chơi kìa, cũng Tiền Giang luôn đó, em rủ coi. Đi. Em sợ anh đi mà lạc đường về không về được á. Bữa nay cô gái này cũng Tiền Giang luôn nè. Rồi bạn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình nhưng mà cũng không sâu đậm lắm. Thì cũng thời sinh viên thôi. Nên đến chương trình này em muốn tìm một bạn trai để có mối tình sâu đậm. Vì thanh xuân em cũng không còn nhiều nữa. Trời ơi mới có nhiều tuổi mà thanh xuân. Sao mà dữ vậy trời. Rồi mẫu người lý tưởng của em sao? Cao và có răng khểnh, đẹp trai tí. Răng khểnh hết nguyên hàm được không? Chắc chết luôn à. Chắc chết luôn, gì đâu, nào không vừa chứ. Cái đó đâu, không thấy cái đó. Không, giờ bây giờ có công nghệ hết rồi. Có thể chỉnh lại. Rồi còn gì nữa không? Thích đi xa tí, tại vì em cũng rất là thích đi phượt. À, nếu đi phượt thì ấy chưa đi chỗ nào vậy? Từ khúc miền Trung trở lên là chưa có đi, còn từ khúc miền Trung chỉ xuống là đi cũng gần rồi. Em đi phượt tới đâu rồi? Dạ chắc tới quận 6 hết rồi. Trời ơi. Cái ông này sao tôi nghi ngờ không, có đi tôi coi ổng coi ổng sao. Ê đúng rồi. Đúng. Không có sức đi hay sao cưng? Dạ không có, tại thấy điền mình nó buồn. Đủ đi Tiền Giang sợ không biết đường về, đi phượt đi tới quận 6, phượt cái gì bên đó. Đứng lên đi coi có mạnh khỏe không.
thấy tướng cũng trời ơi, cao ráo ngon lành vậy. Dạ cũng có người nói cái mặt em điểu quá, nhìn giống sợi thanh nên ta đâu có tình. Mấy người này ai chơi chơi em tôi dữ trời ơi. Nào chơi BD nè, nào chơi thở khanh nè, nào chơi điểu nè, thấy mặt dễ thương quá mà. Ủa vậy sao kỳ vậy ta? Em cũng biết chắc tại mỗi nhìn có cái cảm nhận riêng. Nhưng mà giờ chị hỏi em nhìn gái em trong người em thích lắm không? Thấy gái đẹp là có khoái chứ có mê trong người không? Dạ có, mà hút gió cái nó quay qua nó lườm cái rồi hết luôn. Trời ơi, gặp gái mà hút gió là sao? Hút gió là sao? Trời ơi. Không có kêu mà hút lớn mà coi. Người Việt Nam quê là nó không bị kêu. À đấy, giờ đang quê. Trời ơi, nè, em gặp gái đẹp thì em phải tạo tình huống gì ga lăng để tiếp cận người ta chứ em hít gió, em kêu ai mà em hít gió. Vô duyên vậy, bởi vậy không có bạn gái đúng rồi. Bữa nay quyết chí có bạn gái không? Dạ chắc. Quyết bao nhiêu phần trăm? Trăm trăm đi. Trăm trăm phải không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ ăn nói mà dạng đầu to búa lớn á, hay chửi thề á. À. Gái nào chửi thề? Dạ cũng có chứ. Tại em có chị điện lạnh bệnh viện á, có nhiều người vô có chửi tiếng Đan Mạch không mà cũng sợ lắm. Sao? Chửi tiếng Đan Mạch không? Tiếng Đan Mạch á. Tiếng Đan Mạch á, gọi đệm mấy câu sau nó nghe kỳ lắm. Mẹ hối nó vợ chưa? Dạ cũng hối rồi, tại nhà có hai mẹ con à. Với mẹ em già quá rồi. Tại bị hiếm muộn á. Nên vợ nói là thôi mày ghé mày cưới vợ đi. Có gì tao có đi rồi thì nó cũng có hai người cũng nghỉ chứ không mình mày cũng buồn. À là em là coi như là con cầu con thận thận đó hả? Dạ không, con hiếm. Hiếm á hả? Con một á hả? Dạ. Chắc là mẹ cũng cưng quá, sống với mẹ thôi. Ê, xây ba coi. Dạ. Cái ngực có cái gì? Dạ bữa hôm kia nó leo thang á, nó rửa xong nó gớt xuống á, đỡ nó cào quẹt. Chứ không phải nhỏ nào cào hả? Dạ được, nhỏ nào cào nó cũng mừng. Ờ. Phải không nha, chắc chắn nha. Chắc luôn, thề. Sợ nhỏ nào cào không nói gì, sợ thằng nào nó cào mới chết chứ. Có nào nó cào nó hề. Men đúng không? Dạ. Rồi, dễ thương lắm á. Rất dễ thương mà tôi đang không hiểu sao mà không có bạn gái ta. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Gì nó? Ngoại hình em mấy chứ nó? À, ngoại hình thì bình thường thôi, đừng có mập quá. Em sợ tối mập. Khi đẹp chết. Trời. Anh ơi, ngoại hình em hơi mũm mỉm thì sao? Mũm mỉm thì được, nhưng mà đừng có mập quá. Nó quý. Tại em cũng ốm nhom mà đâu có. Mập quá quýu hả? Dạ. Tính thì phải có hiếu thảo với người lớn xíu. À, thương người á. Gặp anh nào khổ cũng thương được đúng không? Dạ mà khổ như bé nhất số hay là những cậu bé bất hạnh á, thôi được, chứ còn mấy anh kia chắc chết nè. Không thích phụ nữ cái gì? Xe xua quá. Xe xua hả? Dạ với hung dữ, tại em hiền, em hiền. Rồi đến coi cô này hung dữ không nha. Chào em gái. Dạ chào anh. Không, này không hung dữ đâu. Không, tùy tính thôi, chọc tới thì cũng phải hung dữ để bảo vệ bản thân mình chứ. Em ví dụ nóng quá em làm gì? Một là sẽ quăng rồ, hai là im không nói gì hết. Có chọi đồ vô người khác không? Không. Nhưng mà quăng đồ của người khác, tại vì em thấy là quăng đồ của mình rất là hao tốn tiền. Trời ơi, cái này nó khôn ghê. Khôn dễ sợ luôn. Tức là quăng đồ người khác đúng không? Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông nhất? À, nhất là cái tính hay nhây á. Nhây? À. Con trai có nhây không? Dạ em có lầy chứ không có lầy. Không, bên đây cũng dễ thương nè, nhẹ nhàng nè. Anh thấy em có khó đâu. Hơi mũm mỉm chút thôi. Rồi hôm nay mình đi có người thân đi theo ủng hộ không em? Dạ có chị đồng nghiệp của em. Dạ em xin chào hai vị MC, xin chào mọi người có mặt ở trong trường quay. Chào em trai luôn. Chị cảm nhận thì bạn ấy cũng thật thà chân thành. Ngoại hình thì chị nghĩ là nó hơn những gì chị em mình mong đợi. Và chị cũng như mấy bạn đây rất là mong muốn sau cái chương trình này thì cái mối quan hệ của hai bạn sẽ đi xa hơn và được tốt đẹp. Rồi xin cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn em. Ta đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Hay quá, chào cô. Dạ chào cô. Dạ chào MC Cát Tường, chào MC Hoàng Linh. Tôi là mẹ của Chí Hiếu. Tôi thấy bé gái bên đây cũng xinh xắn dễ thương. Mà không biết có chịu nổi cái tính của con Hiếu không. Nó hiền lắm, nhưng mà có cái nó cọc lên là nó quạo thì nó không có giữ được cái bình tĩnh. Mà con có làm dâu được không con? Con thấy cũng bình thường cô. Rồi hiện giờ con đi làm cái gì? Dạ con làm kế toán. Kế toán của công ty gì con? Dạ công ty quận 10 cô. Thì hai đứa cứ qua lại với nhau đi chơi, cô cũng không có khó khăn. Nhưng mà nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Con trai cô thì
con cứ tự tin đi, tại vì ảnh chỉ có nóng tính, nhưng mà lúc ảnh nóng thì con nín thôi. Nhưng mà ảnh rất là tốt tánh, nó thương người, nó ra đường nó thấy những người ăn mày xin là nó hay cho lắm, cho cả tiền ăn sáng của mình luôn, nhịn đói làm luôn. Người ta chúc mừng sinh nhật mẹ đó là người ta mua cái bánh sinh nhật gì chúc mừng, còn anh này ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ đi làm không có nhà đem về nhà để mẹ ơi. Bữa nay con chúc mừng sinh nhật mẹ nha, con treo bịch ra bún nước lèo Sóc Trăng cho mẹ đó. Tại vì ảnh quan tâm, ảnh biết là mẹ ảnh thích món đó, tại vì cô là người Sóc Trăng, còn ba của Hiếu là ở Sài Gòn đó tới giờ. Đó, thành ra rồi giờ sống là sống ở nhà, chung nhà của ông bà nội. Nhà thì nhỏ lắm nhưng mà đều ấm cúng. Cô cũng biết nói sao hơn mà chúc cho hai đứa được mọi điều tốt đẹp. Dạ, rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi, hai bây giờ thì kéo đèn lên nha, để cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị. Kéo hàng rào. Hello. Chào ấy, chào ấy. Chuẩn bị chương trình, cái này Hiếu tự làm để tặng nhân ngày kỷ niệm lần đầu tiên gặp. À, cảm ơn Hiếu. Phương cũng có tặng một món quà cho Hiếu. Hiếu có thể mở ra. Thank you. Cái tờ giấy này có thể mở ra nữa. Đố Hiếu trong đó ghi gì? Chắc ghi chữ Việt Nam. Ủa? Trái tim hả? Không, nó không ghi chữ. Tại vì mình cũng thích vẽ nên mình muốn bạn đi vẽ với mình, chúng ta cùng vẽ thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Cảm ơn Phương nhiều. À, cảm ơn Hiếu. Rồi món quà của Hiếu là gì đây? Chia sẻ với bạn gái đi nè. Dạ, cái đó em coi trên YouTube á, thấy nó làm đẹp nhưng mà em biến tấu lại một xíu. Ủa là em tự làm luôn á hả? Dạ, làm mình nên. Con trai tự làm được cái này là cũng xuất sắc rồi nha. Nè, mà khéo tay đến mức giống thịt nữ đi luôn á. Quá. Quá khéo tay luôn. Lần đầu gặp ấy. Sao ta lắm rồi? Bình tĩnh. Dạ em bị rung. Lần đầu gặp ấy có cảm nhận gì về Hiếu không? Anh em. Dạ kiểu ấy. Anh em. Em Phương có cảm nhận gì về Hiếu không? Có một chút thiện cảm, bởi vì anh rất là tỉ mỉ. Em đi làm là được rảnh những giờ nào vậy? Em thì hơi full, tại vì em có học buổi tối nữa. Em chỉ rảnh bữa thứ bảy và chủ nhật thôi. Tại vì em đi học cũng nhiều lắm, nên cái thời gian đó nên em không có bạn trai. Có sao đâu, học là tốt mà. Hẹn hò sao cho nó lãng mạn nè. Ủa hẹn hò sao chứ Linh? Hẹn hò là hỏi em rảnh lúc nào chở qua chơi hay đâu đó. Đưa em đi đâu chơi? Bí đề tài ơi. Bí cái gì? Thì hỏi em nè, em thường em rảnh buổi nào? Ở trong thành phố em thích điểm nào? Em thích lãng mạn không? Đáp ứng nhu cầu đó là hẹn hò đó. Hồi hẹn hò nó hỏi hẹn hò sao? Bắt đầu. Nếu được thì ngày mai Hiếu mời Phương buổi tối đi. Hôm nay luôn đi. Với mấy chị đi ăn ở Phạm Văn Đồng được không? Chiều nay tại vì em cũng muốn về quê với mẹ em, tại mẹ em bị gãy tay nên em cũng muốn về. Hẹn bữa khác đi. Sẵn đi luôn. Đi ké được không vậy? Nếu anh muốn thì cũng được. Nhưng mà chạy từ từ thôi chứ chạy nhanh quá mù đường luôn á. Nó sẵn đi, sẵn về thăm má vợ tương lai luôn. Nói vô chiều nay đi luôn. Nếu được. Nếu mà thấy mình có tâm lý vững vàng hơn thì mình đi. Còn không, bữa nay đổ mồ hôi quá trời luôn. Không, anh biết đi bữa nay. Đi cơ hội ngàn vàng đó. Vậy anh ấy bận quá, bữa khác cũng được mà không được. Bữa nay luôn. Bắt buộc phải đi, nói đi. Vậy chiều nay bắt buộc đi được không? Chú lên đường có nơi dục nữa. Đang bước tóc gãy đầu kìa. Xỉu tại chỗ luôn bây giờ. Em đi mấy giờ? Ấy đi mấy giờ và mai về hả? Mai lên, chiều, đi chiều tối. Tại vì cũng gần. Vậy cho mình đi với. Cho đi ké có chỗ ngủ không? Chỗ ngủ chứ. Quán nhà. Anh em có mở quán ốc, anh cứ đi vô phục vụ. Hả? Phục vụ ốc nào chịu nổi cái bụng này trời. Biết khách gì mà đi không?
chị bạn nữ cho phép thì em đi. Thôi không cho phép cũng đi nữa, đi thăm coi như bạn bè mà. Mấy giờ em đi? Dạ 3 giờ. 3 giờ đúng không? 3 giờ có rảnh không? Dạ hôm nay em rảnh nguyên ngày. Rảnh nguyên ngày luôn. Đi xong rồi có thể về được hoặc sáng mai về cũng được. Dạ. Ha? Dạ. Được không em? Dạ chắc được. Chắc được đó, quyết tâm nha. Mình xuống mình thăm gia đình luôn, coi như bạn bè đi đó, đúng không? Rồi hướng gì tương lai thế nào hai bạn nói chuyện luôn đi. Anh nghĩ bao nhiêu lâu là cưới là vừa đủ? Cũng phải có thời gian khoảng 5 hoặc 2 năm. Em mốt lấy nhau về thì ai quản lý kinh tế trong nhà? Hỏi ấy luôn đi. Dạ chắc em tính giữ tiền không có được. Em mà giữ tiền là như nó có răng nó cắn, nó phải đi hết à. Nên thôi cứ cho nữ giữ. Nhưng mà ví dụ mà cần thì chắc cũng xin lại. Chứ giữ hết chắc em chết. Em thì không có ba cái vụ kia nên tiền nó cũng còn, nhưng mà cái bụng của em nó cũng ăn hơi nhiều nên cũng sợ. Nghe đó. Ông này ông cô gái mà tôi mệt dễ sợ, đứng lên coi cái gì mà mồ hôi mồ kê đổ tùm lum vậy, tiến tới. Từ từ. Rồi, từ từ vậy ai làm gì đâu từ từ. Nó tay dính mồ hôi, tay dính mồ hôi. Rồi anh khoanh tay chi, nắm tay. Rồi nhìn thẳng mặt bạn gái nè. Hai người nhìn thẳng mặt nhau. Nói mỗi người một câu thôi, nhẹ nhàng tình cảm không có cà lâm, hít thở sâu vô. Hôm nay gặp em lần đầu tiên anh cảm nhận như thế nào? Rồi 2 3. Nhìn thẳng vô mặt cổ. Hôm nay ấy cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cũng được. Bạn rất là nhiệt tình và rất là dễ thương. Sao nó rung quá? Sao nó... Còn mình cảm nhận về bạn gái? Cái cảm nhận của Hiếu là Phương mũm mĩm dễ thương, chứ không có bự quá, chứ không có dữ quá. Nói chung là... À dữ thì không nói trước, tại vì cũng có lúc nóng tính. Lúc mình cộng mình không biết được điều gì xảy ra, nhưng mà có phải được kiềm chế lại. Nếu mà lúc mình nóng thì có thể là Hiếu làm cho ấy nguội, còn lúc Hiếu nóng thì ấy làm cho Hiếu nguội được không? Tại vì có ông bác hai á, thì gia đình vậy luôn á, bảy mấy năm rồi sống hạnh phúc lắm. Thì con bắt trước vậy đi. Ấy cho phép chiều nay? Chiều nay đi ké thì thí dụ đi ké đừng chạy nhanh quá nha, tại xe yếu với tay nghề không có, tay lái không có cứng, sợ bỏ rơi giữa đường là ngu luôn á. Mình chạy cũng bình thường chứ không có đến mức luôn mà vốn qua mà không ai thấy ai đâu. Vậy ủa lát nữa ấy có bấm nút không vậy? Rồi xuống. Ngồi đây ngồi đây được rồi, ngồi xuống. Đàn trai á rất là dễ thương, rất là thật lòng chân chất nữa nha. Ấy khó tìm ấy bên đây lắm á, mà bên kia cũng dễ thương nữa ấy hả? Dạ dạ ấy ó lộc dạ anh Mùi Lịch. Bây giờ hát câu nghe tỏ tình bạn gái rồi. Em hát dở lắm. Kệ, hát dở mới ấn tượng. Đâu hát thử có gà lâm không? Dạ hát. Và rồi anh sẽ không nói không hứa chớ che cho đời em, mà anh sẽ nắm lấy tay của em mỗi khi em thấy buồn. Anh sẽ đi với em đến lúc hết con đường đời. Tình yêu anh trao em đơn giản như thế thôi, không cao sang xa vời. Rồi dạ. Hát hay quá trời luôn. Hay quá. Bây giờ để tay vô nút bấm đi. Bây giờ mình lắng động lại, suy nghĩ, nhắm mắt lại đi. Hiếu với ấy, nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em nhấn không được. Sao vậy? Em nhấn vô mà có được đâu. Nè em nhấn vô nó đâu. Trời ơi, phụ yếu của mình nhấn ở ngoài không à. Đưa ngón tay ra mới nhấn được chứ. Đập sao nó vô. Ấy có biết là bên đây ấy là nhấn liên tục không? Còn bên kia ấy cứ sờ ấy bóp không à. Nắm tay nhau đi. Cho ké cái tay cái. Cho ké gì? Rồi ké trên má một cái luôn. Nói là hoàng ấy cho mình ấy cái. Ấy cho mi cái. Ấy. Bắt đầu. Vô tấn công. Dễ thương lắm. Các bạn thật sự là một cặp đẹp đôi đấy.
và nhớ đi thăm mẹ bạn ấy rồi mình trò chuyện với nhau nha. Chạy chậm chậm thôi nha. Nếu có điều kiện thì chở ấy đi cho đỡ khỏi hai chiếc xe đi hai ấy nha. Đây là chiếc vé xem phim dành cho các bạn đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Gửi tặng hai bạn một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, khán giả theo dõi chương trình cũng sẽ có cơ hội nhận được một phần quà. Đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như trả lời đúng câu hỏi của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và câu hỏi như sau: bạn ở cặp đôi thứ hai đang làm nghề gì? A là điện lạnh, B là IT, C là kế toán. Sau khi các bạn trả lời gửi tất cả câu hỏi chúng tôi sẽ quay số một lần nữa xem bạn nào sẽ là bạn may mắn trúng thưởng. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì sẽ đến phần khán giả may mắn tại trường quay. Tất cả mọi người sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu như các bạn có cái số thăm may mắn đúng với cái số thăm mà anh Duyệt Linh sẽ bóc ra đây. Chúc mừng cho một trong những khán giả có mặt ở đây có số 15. Rồi mời anh bước lên sân khấu. Và đây là phần quà dành cho bạn, một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng bạn nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta có thể đón xem chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Bạn Nguyễn Hòa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tắm cũng chậm. Em thì không gia trưởng cũng không có mà khó khăn gì nhiều. Nói chung là em muốn một người bạn gái là đủ trưởng thành, hiểu chuyện. Mỗi khi bị stress là em chạy toilet. Chị Tường có đó được, chị Tường ơi. Tại em không về em làm việc nhà hết trơn. Khi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hay mất ước hay khóc. Bị gì khóc trận nó thôi, mất bồ luôn. Dạ. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.